Ok anh em nha, lại là mình đây, mình là Vân Sói đây anh em nhờ. Đó, mình lại đến với anh em đây. Có gì đặc sắc? Được. Đây là vì trả sức mạnh, làm sao tự nhiên tăng sức mạnh này. Này lên cho em cái, anh em cái gì ạ? Đây là cái gọi là cái nói bé thôi. Gọi là cái là làm thơm phòng đấy anh em. Đó. Nó có tên gọi là Ulilip Air. Nó còn gọi là sáp thơm anh em ạ. Ồ. Chết, cái này đã bóc đâu. Ồ. Quên anh em ạ. Mình quên, giờ mình sẽ bóc ra. Đấy, gọi là mình ăn bóc luôn cho anh em ấy. Đó, này mới mình vừa bóc ra nha. Thơm lắm anh em ạ. Ồ, được nha. Đấy, bên trong nó là như kiểu một lớp silicone đấy. Nó pha thêm cái gọi là mình có để cái này ở nhiều vị trí khác nhau nha anh em. Có thể để ở bàn làm việc này, ở trong nhà tắm này, nhà vệ sinh này, hay là trong phòng ngủ này, trong tủ quần áo đấy anh em ạ. Đấy thì là cái này rất là tiện dụng nha anh em. Đó, cái này công dụng của nó là sáp thơm Ulip Air, hương nước hoa thơm ngát, làm thơm không khí trong xe hơi, tủ quần áo, phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh. Đó, giúp mang lại cảm giác khoai khoái và dễ chịu đấy anh em. Mình nói có sai đâu mà. Nó khuyến cáo nên sử dụng sáp thơm trong những không gian có diện tích không quá 10m² để đạt hiệu quả tốt nhất. Ô, anh em thấy cái phòng này có phòng này bao nhiêu mét vuông? Phòng này phải 20m² ấy nhỉ? Vậy là phòng này phải dùng hai cái này thì nó mới vừa. Thận trọng để tầm xa tập tay để em, vì sao? Vì cái này nó giống như cái kẹo ấy. Đấy. Giống như cái kem ấy. Chị con nó cầm vào nó ấy, nên là anh em tránh xa nha anh em. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, nếu dính vào mắt hãy rửa kỹ bằng nước sạch và đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Khi đi nhớ mang theo sản phẩm, không được ăn nuốt hỗn hợp nha. Khuyến cáo là không được ăn, không được nuốt, cái này rất là nguy hiểm. Cái này chỉ để gọi là thơm thôi, nằm xoa dịu cái không khí thôi nha anh em. Hướng dẫn sử dụng nhất, mở lắp đó như mình bảo này. Nhưng vừa mình bóc cái bắt cái lớp ở bên trên này đi rồi. Đấy, mình đã bắt cái lớp cái. Thơm hết anh ạ. Cái này để tủ quần áo thơm ấy. Tháo màng bọc đây này, cái màng bọc vừa mình tháo ra này. Đấy anh ạ, đây chính nó là cái màng bọc. Đó. Xoay và đóng nắp. À đây. Đấy, đây, như này đang đóng nhỉ. Em xoay này, xoay nhìn này. Ôi, chặt thế. Đấy, cô mấy cái khe bé bé này, đấy cái này đấy. Thoát cái hơi ra ngoài đấy. Đấy, anh em thể chắc là cái này nó cũng rẻ thôi, nó có vài chục hay vài trăm. À, cái này có thể dùng được 60 ngày, tiết kiệm, an toàn và tiện dụng. Đó, thành phần là nước, hương tự nhiên, Calagridisran Srabachit. Ok. Công ty cổ phần The Kiddush Office Việt Nam. Hết.